mười lăm chánh tinh tấn hỏi chánh tinh tấn là gì đáp chánh tinh tấn là siêng năng chân chánh chánh là chân chánh tinh tấn là siêng năng tức cực hỏi siêng năng như thế nào là chánh tinh tấn đáp việc ác chưa sinh thì siêng năng ngăn ngừa việc ác đã sinh thì siêng năng dứt bỏ việc thiện chưa sinh thì siêng năng thực tập việc thiện đã sinh thì siêng năng sự sinh hỏi như thế nào là siêng năng ngăn ngừa việc ác chưa phát sinh đáp ngăn ngừa việc ác chưa sinh là nếu mình chưa từng sát sinh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu thì phải siêng năng ngăn ngừa bằng cách thực hành giới định tuệ biết sợ hãi với những lỗi nhỏ nhặt chấp nhận và học tập các học giới hỏi như thế nào là việc ác đã sinh siêng năng dứt bỏ đáp những ác nghiệp sát sinh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu đã sinh khởi nơi thân khẩu ý thì phải siêng năng thực hành giới định tuệ để dứt trừ hỏi thế nào là việc thiện chưa sinh thì siêng năng tu tập đáp chưa biết sự giới thì phải siêng sự giới chưa biết hành thiền thì phải siêng hành thiền chưa được giải thoát thì phải siêng năng để được giải thoát hỏi Thế nào là thiện nghiệp đã phát sinh thì siêng năng sự dình? Đáp như người đã thọ trì giới rồi thì phải siêng năng sự dình không để thói chí. Đã tập thiền định rồi thì phải siêng năng thực hành không được xải đại. Hỏi thế nào là tà tinh tấn? Đáp là tinh tấn được đi kèm với tâm tham, sân, tà kiến thì trở thành tà tinh tấn. Hỏi, tinh tấn đi kèm với tâm tham là làm sao? Đáp, siêng năng chạy theo sắc đẹp, siêng năng chạy theo tiếng khen, siêng năng chạy theo hương thơm. Siêng năng chạy theo thức ăn ngon, siêng năng chạy theo xúc chạm êm ái hỏi thế nào là tinh tấn đi kèm với tâm sân đáp siêng năng uy hiếp siêng năng gây chiến siêng năng báo thù siêng năng phá hoại hỏi thế nào là tinh tấn đi kèm với tâm tà kiến đáp siêng năng học tập sách vở tà giáo không chân chánh không có lợi ích siêng năng thực hành khổ hạnh ép sát siêng năng tế lễ cầu xin siêng năng thực hành tà thuật luyện âm binh luyện bồ chú luyện xuất hồn hỏi tinh tấn có những tính chất gì đáp đặc tính của nó là siêng năng nỗ lực nhiệm vụ của nó là nâng đỡ thúc đẩy biểu hiện của nó là không dễ vui, nhân gần của nó là sự khẩn trương gấp rút. Hỏi: Tinh tấn thuộc về pháp thực hành giới, hay định, hay tuệ? Đáp: Tinh tấn có mặt ở tất cả các pháp. Trong bát chánh đạo, tinh tấn được xếp vào pháp hành thiền định. Hỏi: Tại sao? Đáp: Vì khi tinh tấn thực hành thiền định thì giới sẽ được trong sạch khi tinh tấn hành thiền định thì trí tuệ phát sinh hỏi làm thế nào để phát khởi được tinh tấn trong thực hành thiền định đáp có 11 cách phát khởi tinh tấn một tác ý đến nỗi khổ của các đọa sứ. hai tác ý đến sự an lạc của các cõi lành. 3. Tác ý đến quá trình hành đạo của chư Phật và các vị thánh. 4. Tác ý đến công lao của những người đã hộ trì. 5. Tác ý đến sự may mắn được gặp sáu pháp. 6. Tác ý đến bổn phận của ta phải xử sinh và truyền trì sáu pháp. 7. Từ bỏ hôn trầm, giải đại bằng đi thiền hành. 8. Không thân cận, kẻ biến nhát. 9. Thân cận, người tinh tấn. 10. Ôm lại, bốn chánh cần. 11. Quyết định, đối với tinh tấn. Hỏi, có mấy mức độ tinh tấn? Đáp, có ba mức độ tinh tấn. 1. Bậc thường, Hai bậc trung, ba bậc thượng. Hỏi: Thế nào là tinh tấn bậc thượng? Đáp: Là siêng năng hành thiền, dù có tổn hại đến tài sản cũng không tiếc. Hỏi: Thế nào là tinh tấn bậc trung? Đáp: Là siêng năng hành thiền, dù có tổn hại đến thân thể cũng không tiếc. Hỏi thế nào là tinh tấn bậc thượng đáp là tinh tấn hành thiền dù có tổn hại đến mạng sống cũng không tiếc hỏi một người siêng năng lao động làm ăn kiếm sống thì là chánh tinh tấn hay tà tinh tấn đáp siêng năng lao động mà đi kèm với vô tham vô sân vô si thì là chánh tinh tấn siêng năng lao động mà đi kèm với tâm tham tâm sân tâm si thì là tà tinh tấn hỏi thế nào là lao động vô tham vô sân vô si đáp vô tham là lao động bằng chính sức lực của mình không lạm dụng sức lực của người khác dùng sản phẩm của mình làm ra không cố ý chiếm đoạt của người khác, không dùng thủ đoạn lừa dối để làm ít mà được hưởng nhiều. Vô sân là không làm việc có lợi mình mà gây hại cho người, không làm việc có lợi trước, hại sau, không làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp gây tổn hại đến những chúng sinh khác. Vô si là làm việc mà có hiểu biết về việc mình đang làm việc làm này là có lợi hay có hại việc làm này là thiện hay ác việc làm này là chánh hay tà việc nào nên làm việc nào nên tránh việc nào nên duy trì việc nào nên từ bỏ hỏi lao động như thế nào là đi kèm với tham, sân, si. Đáp, ngược lại với vô tham, vô sân, vô si thì là tham, sân, si. Hỏi, vị Bồ Tát tu hạnh tinh tấn trải qua bao nhiêu kiếp thì thành Phật? Đáp, 16 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Hỏi, Bồ Tát tu hạnh đức tin trải qua bao nhiêu kiếp thì thành phật đáp tám a tăng kỳ và một trăm ngàn đại kiếp hỏi bồ tát tu hành trí tuệ trải qua bao nhiêu kiếp thì thành phật đáp bốn a tăng kỳ và một trăm ngàn đại kiếp hỏi tại sao khi tu hành tinh tấn lại thành phật chậm hơn tu hành niềm tin và trí tuệ đáp vì tinh tấn nhiều khi thái quá trở thành phóng vật vì tinh tấn quá nhiều khi kiệt sức vì nhiều khi tinh tấn sai trở thành phá hoại lãng phí thời gian công sức hỏi tại sao khi tu hạnh trí tuệ lại nhanh hơn tu hạnh tinh tấn đáp vì có trí tuệ thì biết cân nhắc cái gì nên làm cái gì không nên làm không tốn thời gian vì có trí tuệ thì biết dụng sức vừa phải nên không thái quá không tốn sức vì có trí tuệ thì làm đến đâu được đấy không bị sai không phải làm lại hỏi tại sao tu hành đức tin lại cũng nhanh hơn tu hành tinh tấn đáp vì người có đức tin thì luôn lấy người đi trước làm tấm gương noi theo rút kinh nghiệm từ cái sai của tiền bối nên không phạm sai lầm học hỏi những bí quyết thành công của tiền bối nên dễ thành công luôn kính trọng tiền bối nên không tự kiêu tự mãn hỏi khi gặp khó khăn thì phải làm gì đáp phải tinh tấn vượt qua hỏi cái gì là khó vượt qua nhất đáp sinh tử là khó nhất hỏi khi gặp nguy hiểm thì phải làm sao đáp phải cố gắng giải thoát hỏi cái gì là nguy hiểm nhất đáp sinh tử là nguy hiểm nhất hỏi muốn vượt qua sinh tử thì phải làm sao đáp phải tinh tấn hành thiền hỏi khi gặp kẻ thù thì phải làm sao đáp phải dũng mãnh chiến đấu hỏi cái gì là kẻ thù đáng sợ nhất đáp ái là kẻ thù đáng sợ nhất hỏi muốn diệt trừ ái thì phải làm sao đáp phải tinh tấn hành thiền hỏi muốn đạt được những điều mình mong muốn thì phải làm gì đáp phải tinh tấn hỏi điều gì là đáng mong muốn nhất đáp thoát khổ là đáng mong muốn nhất hỏi muốn thoát khổ thì phải làm sao đáp phải tinh tấn hành thiền hỏi khi mắc bệnh hiểm nghèo thì phải làm sao đáp phải cố gắng chữa cho khỏi. Hỏi, bệnh gì là hiểm nghèo nhất? Đáp, tham, sân, si là bệnh hiểm nghèo nhất. Hỏi, rắn độc bò vào nhà thì phải làm sao? Đáp, phải cố gắng đuổi nó ra. Hỏi, cái gì ở trong tâm còn nguy hiểm hơn rắn độc? Đáp, tham, sân si còn nguy hiểm hơn rắn độc hỏi muốn đuổi được tham sân si thì phải làm sao đáp phải tinh tấn hành thiền hỏi muốn được trao giải thưởng thì phải làm gì? đáp phải tinh tấn hỏi giải thưởng xì là cao thượng nhất đáp niết bàn là cao thượng nhất hỏi muốn chứng niết bàn thì phải làm sao đáp phải tinh tấn hành thiền